À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các con đến với tiết học tuần 8 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, chương 6 đa thức. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong bài 23, phép cộng và phép trừ phân thức đại số. Trước hết, chúng ta đi vào phần 1, cộng hai phân thức cùng mẫu. Hãy thực hiện các yêu cầu sau để làm phép cộng 2x cộng y trên x trừ y cộng với trừ x cộng 3y trên x trừ y. Hoạt động 1, cộng các tử của hai phân thức đã cho. Hoạt động 2, viết phân thức có tử là tổng của các tử thức và mẫu là mẫu thức chung ta được kết quả phép cộng đã cho. Vậy trước hết thì chúng ta sẽ thực hiện cho câu hoạt động 1 thì chúng ta sẽ thực hiện cộng các tử của hai phân thức này. Thì chúng ta có 2x cộng y trừ x cộng 3y sẽ bằng x cộng 4y. Tiếp theo hoạt động 2, viết phân thức có tử là tổng các tử thức và mẫu chính là mẫu thức chung. Chúng ta thu được kết quả đó là 2x cộng y trên x trừ y cộng với trừ x cộng 3y trên x trừ y sẽ bằng x cộng 4y trên x trừ y. Và từ đây thì chúng ta có quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu, đó là để cộng hai phân thức cùng mẫu thì chúng ta thực hiện cộng các tử với nhau và giữ nguyên mẫu. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi làm luyện tập 1. Tính các tổng sau: a 3x cộng 1 trên x y cộng 2x trừ 1 trên x y, b 3x trên x mũ 2 cộng 1 cộng trừ 3x cộng 1 trên x mũ 2 cộng 1. Thì chúng ta thấy này, ý a hai phân thức này có cùng mẫu là x y, còn ở ý b hai phân thức có cùng mẫu là x mũ 2 cộng 1. Vậy chúng ta sẽ vận dụng quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu, đó là cộng hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu để chúng ta thực hiện. Thế thì chúng ta sẽ trình bày câu a như sau: 3x cộng 1 trên x y cộng với 2x trừ 1 trên x y sẽ bằng 3x cộng 1 cộng 2x trừ 1, viết trên tử dưới mẫu x y giữ nguyên. Thực hiện phép tính chúng ta sẽ thấy này, 3x cộng 2x thì bằng 5x, 1 trừ y 1 bằng 0. Vậy sẽ được bằng 5x trên x y và chúng ta rút gọn được bằng 5 trên y. Tiếp theo ở ý b làm tương tự: 3x trên x mũ 2 cộng 1 cộng với âm 3x cộng 1 trên x mũ 2 cộng 1 sẽ bằng 3x cộng với cả trừ 3x cộng 1, viết trên tử dưới mẫu x mũ 2 cộng 1 giữ nguyên. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng 1 trên x mũ 2 cộng 1. Tiếp theo chúng ta chuyển sang phần 2, cộng hai phân thức khác mẫu. Hãy thực hiện các yêu cầu sau để làm phép cộng 1 trên x cộng với cả âm 1 trên y. Thì hai phân thức này có mẫu khác nhau. Bây giờ hoạt động 3 yêu cầu chúng ta quy đồng mẫu hai phân thức đã cho. Hoạt động 4, cộng hai phân thức có cùng mẫu vừa nhận được ở hoạt động 3, chúng ta sẽ có kết quả của phép cộng hai phân thức khác mẫu. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cho câu hoạt động đó là quy đồng mẫu của hai phân thức này đã. Thì chúng ta thấy 1 trên x thì chính bằng y trên xy nhân cả tử vào mẫu với cả y. Còn trừ 1 trên y thì chúng ta nhân cả tử vào mẫu với x. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng trừ x trên xy. Với hoạt động 4, chúng ta thực hiện cộng hai phân thức có cùng mẫu đã nhận được ở hoạt động 3. Vậy sẽ có này, 1 trên x cộng âm 1 trên y thì sẽ bằng y trên xy cộng với cả âm x trên xy và bằng y trừ x trên xy. Và qua hoạt động 3 và hoạt động 4, chúng ta sẽ có các bước để cộng hai phân thức khác mẫu. Đó là để thực hiện cộng hai phân thức khác mẫu thì việc đầu tiên đó là chúng ta đi quy đồng mẫu cho cô. Sau đó thì vận dụng quy tắc cộng như cộng hai phân thức cùng mẫu để chúng ta thực hiện. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm luyện tập 2. Tính tổng 5 trên 2x mũ 2 nhân 6x cộng y cộng với 3 trên 5xy nhân với 6x cộng y. Thì với hai phân thức này chúng ta thấy chưa cùng mẫu, vậy chúng ta sẽ đi tìm mẫu thức chung. Ở trong trường hợp này chính là bằng 10x mũ 2y nhân với cả 6x cộng y. Vậy thì phân thức thứ nhất chúng ta sẽ nhân cả tử vào mẫu với 5y, phân thức thứ hai nhân cả tử vào mẫu với 2x. Vậy chúng ta sẽ trình bày chúng ta được bằng 5 nhân 5y trên 10x mũ 2y nhân 6x cộng y cộng 3 nhân 2x trên 10x mũ 2y nhân 6x cộng y. Thực hiện cộng hai tử với nhau và giữ nguyên mẫu, chúng ta được bằng 25y cộng 6x trên 10x mũ 2y nhân 6x cộng y. Tiếp theo chúng ta đến với phần 3, trừ hai phân thức.
Hoạt động 5 trừ các tử và giữ nguyên mẫu thức để tính x trừ 1 trên x cộng 1 trừ đi 2x cộng 3 trên x cộng 1 thì hai phân thức này đã có cùng mẫu là x cộng 1 rồi. Vậy chúng ta thực hiện trừ hai tử này. Thế thì chúng ta sẽ được bằng x trừ 1 trừ đi mở ngoặc 2x cộng 3 đóng ngoặc trên x cộng 1, mẫu chúng ta giữ nguyên. Bây giờ lưu ý cho cô ở trên tử đằng trước có dấu trừ. Vậy thì khi phá ngoặc chúng ta phải đổi dấu. Thì lưu ý này, đổi sẽ là trừ thành cộng, cộng thành trừ. Vậy sẽ được bằng x trừ 1 trừ 2x trừ 3 trên x cộng 1. Thực hiện thu gọn, x trừ đi 2x thì bằng trừ x, trừ 1 trừ 3 bằng trừ 4. Như vậy sẽ được bằng trừ x trừ 4 trên x cộng 1. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của hoạt động 6. Quy đồng mẫu thức của hai phân thức 1 trên x cộng 1 và 1 trên x trừ các tử thức của hai phân thức nhận được, giữ nguyên mẫu thức chung để tính 1 trên x cộng 1 trừ 1 trên x. Vậy bước đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện quy đồng mẫu hai phân thức này cho cô. Thì mẫu chung ở đây sẽ là x nhân x cộng 1. Vậy phân thức thứ nhất nhân cả tử và mẫu với x, phân thức thứ hai nhân cả tử và mẫu với x cộng 1. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện trừ thì chúng ta sẽ có này, 1 trên x cộng 1 trừ 1 trên x sẽ bằng x trên x nhân x cộng 1 trừ x cộng 1 trên x nhân x cộng 1. Bây giờ chúng ta thực hiện trừ tử và giữ nguyên mẫu bởi vì hai phân thức này đã có cùng mẫu rồi. Sẽ được đó là bằng x trừ x trừ 1 trên x nhân x cộng 1. Thực hiện thu gọn chúng ta được bằng trừ 1 trên x nhân x cộng 1. Như vậy qua hoạt động 5 và hoạt động 6 thì chúng ta thấy rằng này, để thực hiện trừ hai phân thức cùng mẫu thì chúng ta thực hiện trừ hai tử và giữ nguyên mẫu. Còn trong trường hợp mà hai phân thức khác mẫu, vậy thì chúng ta sẽ phải đi quy đồng mẫu đã. Sau đó chúng ta vận dụng quy tắc trừ hai phân thức cùng mẫu để chúng ta thực hiện. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của luyện tập 3. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của luyện tập 3. Thực hiện các phép tính sau. A. 3 trừ 2x trên x trừ 1 trừ 2 cộng 5x trên x trừ 1. B. 1 trên 4x mũ 2y trừ 1 trên 6xy mũ 2. Thì với phân thức là ý A, các bạn thấy rằng đây là hai phân thức cùng mẫu. Vậy thực hiện trừ hai tử giữ nguyên mẫu, chúng ta sẽ trình bày như sau. Đó là bằng 3 trừ 2x trừ đi 2 trừ 5x trên x trừ 1. Thực hiện thu gọn này, 3 trừ 2 thì bằng 1, trừ 2x trừ 5x thì bằng trừ 7x. Vậy sẽ được 1 trừ 7x trên x trừ 1. Câu B, 1 trên 4x mũ 2y trừ 1 trên 6xy mũ 2. Chúng ta thấy có nhân tử chung là 12x mũ 2, y mũ 2. Vậy nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với 3y, cả tử và mẫu của phân thức thứ hai với 2x, chúng ta sẽ được đó là bằng 3y trên 12x mũ 2, y mũ 2 trừ 2x trên 12x mũ 2, y mũ 2. Đến đây, hai phân thức có cùng mẫu, thực hiện trừ tử và giữ nguyên mẫu, chúng ta được bằng 3y trừ 2x trên 12x mũ 2, y mũ 2. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển sang phần 4. Cộng trừ nhiều phân thức. Luyện tập 4, rút gọn biểu thức P bằng 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z trừ 1 trên x trừ 1 trên y. Vậy thì để làm bài toán này thì chúng ta sẽ vận dụng các cái tính chất của phép cộng. Thì chúng ta sẽ thấy đấy là có 1 trên x và trừ 1 trên x. Hai phân thức này là hai phân thức đối của nhau. Tiếp theo là 1 trên y và trừ 1 trên y cũng vậy. Vậy chúng ta sẽ nhóm chúng vào một nhóm. Thế thì chúng ta sẽ trình bày P sẽ bằng 1 trên x cộng 1 trên y cộng 1 trên z trừ 1 trên x trừ 1 trên y. Và sẽ bằng 1 trên x trừ 1 trên x cộng 1 trên y trừ 1 trên y cộng 1 trên z. Thì 1 trên x trừ 1 trên x bằng 0. 1 trên y trừ 1 trên y cũng bằng 0. Vậy sẽ được bằng 0 cộng với 0 rồi cộng với 1 trên z và được bằng 1 trên z. Tiếp theo chúng ta đến với cả luyện tập 5. Rút gọn biểu thức P bằng x trên x trừ 1 trừ mở ngoặc vuông mở ngoặc tròn 1 trên x trừ 1 cộng x trên x trừ 1 đóng ngoặc tròn trừ 1 trên x trừ 1 đóng ngoặc vuông. Với biểu thức này chúng ta thấy các phân thức đã cùng mẫu thì chúng ta sẽ vận dụng quy tắc cộng trừ các phân thức cùng mẫu để chúng ta thực hiện. Và biểu thức P này thì có trừ dấu ngoặc
Vậy chúng ta sẽ thực hiện đó là trong hoặc trước, ngoài hoặc sau. Và lưu ý chúng ta cũng có thể bỏ dấu ngoặc để chúng ta thực hiện, thì phải tuân thủ cái quy tắc bỏ dấu ngoặc. Nếu đằng trước ngoặc là dấu trừ thì chúng ta sẽ đổi dấu các hạn tử ở trong ngoặc. Còn là trước ngoặc là dấu cộng thì chúng ta sẽ giữ nguyên. Vậy chúng ta sẽ trình bày như sau. Đó là P sẽ bằng x trên x trừ 1 trừ đi mở ngoặc vuông 1 trên x trừ 1 cộng x trên x trừ 1 trừ 1 trên x trừ 1 đóng ngoặc vuông. Vậy bây giờ chúng ta sẽ vận dụng quy tắc bỏ dấu ngoặc để chúng ta thực hiện. Sẽ được đó là bằng x trên x trừ 1 trừ 1 trên x trừ 1 trừ x trên x trừ 1 cộng 1 trên x trừ 1 và thực hiện nhóm các phân thức. Chúng ta thấy x trên x trừ 1 và trừ x trên x trừ 1 là hai phân thức đối của nhau, chúng ta nhóm chúng vào một nhóm. Tiếp theo là trừ 1 trên x trừ 1 và 1 trên x trừ 1. Vậy thực hiện chúng ta sẽ được bằng 0. Tiếp theo chúng ta sẽ đi trả lời câu hỏi của phần vận dụng. Chú Đức lái ô tô từ Hà Nội về quê. Từ nhà chú đến đường cao tốc dài khoảng 20 km. Xe chạy trong thành phố với vận tốc x km/h. Trên 50 km đường cao tốc, xe tăng vận tốc thêm 55 km/h. Ra khỏi cao tốc, xe còn phải chạy thêm 15 phút nữa thì về đến quê. A. Viết các phân thức biểu thị thời gian xe chạy trong thành phố và thời gian xe chạy trên đường cao tốc. B. Viết phân thức biểu thị tổng thời gian chú Đức đi từ Hà Nội về quê. Vậy thì ở đây các bạn sẽ lưu ý cho cô một chút, đó là cái đơn vị đo. Thì đơn vị đo thời gian cho cùng một đơn vị thì chúng ta sẽ đổi hết về giờ cho cô. Thì 15 phút sẽ bằng 1/4 giờ. Vậy ý A đó là viết các phân thức biểu thị thời gian xe chạy trong thành phố và thời gian xe chạy trên đường cao tốc. Thì chúng ta phải nhớ lại cho cô công thức tính thời gian khi biết vận tốc và quãng đường. Đó là T thì bằng S trên V. Vậy thì thời gian xe chạy ở trong thành phố lúc bấy giờ sẽ là bằng quãng đường chia cho vận tốc, đúng không nào? Mà quãng đường từ nhà cho đến đường cao tốc là 20 km, xe chạy với vận tốc là x km/h. Vậy từ đây suy ra thời gian xe chạy trong thành phố sẽ là 20 trên x, đơn vị là giờ. Tiếp theo bài toán cho chúng ta biết là khi trên 50 km đường cao tốc thì xe tăng vận tốc thêm 55 km/h. Vậy tức là vận tốc xe ở trên đường cao tốc sẽ là x cộng 55 km/h. Từ đây thì chúng ta tính được thời gian xe chạy ở trên đường cao tốc sẽ là 50 chia cho x cộng 55, đơn vị là giờ. Với ý B, viết phân thức biểu thị tổng thời gian chú Đức đi từ Hà Nội về quê. Thì thời gian mà chú đi từ Hà Nội về quê sẽ bằng thời gian xe chạy ở trên đường cao tốc này, cộng với thời gian xe chạy trong thành phố và cộng với cả thời gian xe chạy từ đường cao tốc về quê, đúng không? Vậy sẽ được đó là bằng 20 trên x cộng 50 trên x cộng 55 cộng 1/4. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thực hiện là cộng các phân thức này. Thì các bạn thấy phân thức này chưa, các phân thức này chưa cùng mẫu. Vậy việc đầu tiên chúng ta quy đồng về để cùng mẫu đã. Thì mẫu thức chung ở đây chính là 4x nhân với x cộng 55. Vậy phân thức thứ nhất nhân cả tử và mẫu với cả 4 nhân x cộng 55. Phân thức thứ hai nhân cả tử và mẫu với 4x. Phân thức thứ ba nhân cả tử và mẫu với x nhân x cộng 55 chúng ta sẽ được đó là bằng 20 nhân 4 nhân với x cộng 55 trên mẫu thức chung, đó là 4x nhân với x cộng 55 cộng 50 nhân 4x trên mẫu thức chung cộng với cả x nhân x cộng 55 trên mẫu thức chung. Đến đây các phân thức có cùng mẫu thì chúng ta thực hiện cộng tử và giữ nguyên mẫu. Chúng ta sẽ được đó là bằng 80x cộng 4400 cộng 200x cộng x mũ 2 cộng 55 viết trên tử. Dưới mẫu đó là mẫu thức chung 4x nhân x cộng 55. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng x mũ 2 cộng 335x cộng 4400 chia cho 4x nhân với cả x cộng 55. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng để đi làm các bài tập. Trước hết là bài 6.20. Thực hiện phép tính A x mũ 2 trừ 3x cộng 1 trên 2x mũ 2 cộng 5x trừ 1 trừ x mũ 2 trên 2x mũ 2. B y trên x trừ y cộng x trên x cộng y. C x trên 2x trừ 6 cộng với 9 trên 2x nhân 3 trừ x. Thì trước hết ý A, đây là cộng hai phân thức cùng mẫu. Vậy chúng ta vận dụng quy tắc đó là cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Thì chúng ta sẽ được đó là bằng x mũ 2 trừ 3x cộng 1 cộng 5x trừ 1 trừ x mũ 2 trên tử. Dưới mẫu 2x mũ 2 chúng ta giữ nguyên. Thực hiện phép tính thì chúng ta thấy này, x mũ 2 trừ x mũ 2 hết,
trừ 3x cộng 5x thì bằng 2x, 1 trừ 1 bằng 0. Vậy chúng ta sẽ được bằng 2x trên 2x mũ 2. Đến đây chúng ta thấy có nhân tử chung là 2x rút gọn thì chúng ta được bằng 1 trên x. Câu B, hai phân thức này khác mẫu. Vậy đầu tiên chúng ta quy đồng thì xác định mẫu thức chung ở đây chính là x trừ y nhân x cộng y. Vậy nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với x cộng y, cả tử và mẫu của phân thức thứ hai với x trừ y, chúng ta sẽ được bằng y nhân x cộng y trên x trừ y nhân x cộng y cộng x nhân x trừ y trên x trừ y nhân x cộng y. Thực hiện tính chúng ta được bằng xy cộng y mũ 2 cộng x mũ 2 trừ xy, chúng ta viết trên tử. Dưới mẫu là x trừ y nhân x cộng y thì chúng ta thấy này, xy trừ xy hết, còn là x mũ 2 cộng y mũ 2 ở trên tử. Dưới mẫu là x mũ 2 trừ y mũ 2. Với câu C thì ở dưới mẫu các bạn để ý cho cô một chút, 2x trừ 6 chúng ta có nhân tử chung là 2 đưa ra ngoài trong ngoặc toán x trừ 3. Còn phân thức thứ hai, 9 trên 2x nhân 3 trừ x thì mẫu chúng ta có là 2x nhân 3 trừ x, thì các bạn sẽ thực hiện đổi dấu cho cô một chút, đó là chúng ta thấy 3 trừ x thì bằng trừ của x trừ 3. Vậy thì chúng ta sẽ có này, ở ý C sẽ bằng x trên 2 nhân x trừ 3 cộng với trừ 9 trên 2x nhân x trừ 3. Đến đây chúng ta thấy mẫu thức chung chính là 2x nhân x trừ 3. Vậy nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với cả x, còn phân thức thứ hai chúng ta sẽ giữ nguyên. Vậy chúng ta sẽ được là nó bằng x mũ 2 trừ 9 trên 2x nhân với x trừ 3. Đến đây chúng ta thấy ở trên tử x mũ 2 trừ 9 là hằng thức, chúng ta viết sẽ bằng x trừ 3 trên x cộng 3 ở trên tử. Dưới mẫu 2x nhân x trừ 3, thực hiện chia cả tử và mẫu cho x trừ 3, chúng ta được bằng x cộng 3 trên 2x. Tiếp theo chúng ta đến với bài 6.21. Thực hiện phép tính A 5 trừ 3x trên x cộng 1 trừ đi âm 2 cộng 5x trên x cộng 1, B x trên x trừ y trên x cộng y, C 3 trên x cộng 1 trừ 2 cộng 3x trên x mũ 3 cộng 1. Thì với ý A, đây là hai phân thức cùng mẫu. Vậy chúng ta thực hiện trừ hai tử và giữ nguyên mẫu, chúng ta sẽ trình bày như sau. Đó là bằng 5 trừ 3x cộng 2 trừ 5x, viết trên tử, dưới mẫu x cộng 1 chúng ta giữ nguyên. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng trừ 8x cộng 7 trên x cộng 1. Với câu B, đây là hai phân thức khác mẫu thì chúng ta sẽ tìm mẫu thức chung cho cô. Thì mẫu thức chung ở đây sẽ là x trừ y nhân x cộng y. Vậy nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với x cộng y, cả tử và mẫu của phân thức thứ hai với x trừ y, chúng ta sẽ được đó là bằng x nhân x cộng y, viết trên tử, dưới mẫu là x trừ y nhân x cộng y trừ đi y nhân x trừ y trên x trừ y nhân x cộng y. Thực hiện trừ hai phân thức cùng mẫu, đó là trừ hai tử và giữ nguyên mẫu, chúng ta sẽ được đó là bằng x mũ 2 cộng xy trừ xy cộng y mũ 2 trên x trừ y nhân x cộng y, thì xy trừ xy hết. Vậy chúng ta sẽ còn đó là x mũ 2 cộng y mũ 2 trên x mũ 2 trừ y mũ 2. Với câu C thì các bạn sẽ lưu ý cho cô ở cái mẫu của phân thức thứ hai, x mũ 3 cộng 1, đây là hằng thức. Vậy chúng ta thực hiện khai triển và chúng ta sẽ xác định cái mẫu thức chung trong trường hợp này chính là x mũ 3 cộng 1, hay là cái khác chính là x cộng 1 nhân x mũ 2 trừ x cộng 1. Vậy thì phân thức thứ nhất chúng ta quy đồng bằng cách nhân cả tử và mẫu với x mũ 2 trừ x cộng 1, còn phân thức thứ hai chúng ta giữ nguyên. Vậy thì chúng ta sẽ được đó là bằng 3 trên x cộng 1 trừ 2 cộng 3x trên x cộng 1 nhân với x mũ 2 trừ x cộng 1, và bằng 3 nhân x mũ 2 trừ x cộng 1 trừ đi mở ngoặc 2 cộng 3x đóng ngoặc trên x cộng 1 nhân với x mũ 2 trừ x cộng 1. Ở đây đằng trước ngoặc là dấu trừ thì chúng ta sẽ thực hiện đổi dấu cho cô. Vậy sẽ được bằng 3x mũ 2 trừ 3x cộng 3 trừ 2 trừ 3x. Và thực hiện phép tính thì chúng ta sẽ được đó là bằng 3x mũ 2 trừ 6x cộng 1 ở trên tử. Còn dưới mẫu là x cộng 1 nhân x mũ 2 trừ x cộng 1. Bây giờ chúng ta thực hiện phép tính thì ở trên tử trừ 3x, trừ 3x bằng trừ 6x, 3 trừ 2 thì bằng 1. Vậy sẽ được bằng 3x mũ 2 trừ 6x cộng 1, viết ở trên tử.
Dưới mẫu là x cộng 1 nhân x mũ 2 trừ x cộng 1. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài 6.22. Thực hiện phép tính A 1 trên x cộng 2 trên x cộng 1 cộng 3 trên x cộng 2 trừ 1 trên x trừ 2 trên x trừ 1 trừ 3 trên x cộng 2. B 2x trừ 1 trên x cộng 1 trừ x trên 2x cộng 1 cộng 3 trên x mũ 2 trừ 9 cộng 1 trừ 2x trên x cộng x trừ 1 trên 2x cộng 1 trừ 3 trên x cộng 3. Trước hết ở ý A, chúng ta thấy này, chúng ta có phân thức 1 trên x và trừ 1 trên x, 3 trên x cộng 2 và trừ 3 trên x cộng 2. Vậy thì chúng ta sẽ nhóm các cặp phân thức này lại với nhau. Và 2 trên x cộng 1 với trừ 2 trên x trừ 1, chúng ta nhóm vào một nhóm. Vậy sẽ được, đó là bằng 1 trên x trừ 1 trên x cộng mở ngoặc 3 trên x cộng 2 trừ 3 trên x cộng 2 cộng 2 trên x cộng 1 trừ 2 trên x trừ 1. Thì 1 trên x trừ 1 trên x bằng 0, 3 trên x cộng 2 trừ 3 trên x cộng 2 cũng bằng 0. Vậy sẽ được bằng 0 cộng với 0. Còn 2 trên x cộng 1 trừ 2 trên x trừ 1 thì hai phân thức này khác mẫu, vậy chúng ta sẽ quy đồng để thực hiện. Thì mẫu chung sẽ là x trừ 1 nhân x cộng 1 bằng 0 cộng 0 này cộng với 2 nhân x trừ 1 trừ 2 nhân x cộng 1 trên x trừ 1 nhân x cộng 1. Thì đến đây chúng ta thực hiện phép tính, chúng ta sẽ được bằng trừ 4 trên x trừ 1 nhân x cộng 1. Tiếp theo với ý B, chúng ta thấy này, có phân thức 2x trừ 1 trên x và 1 trừ 2x trên x, hai phân thức cùng mẫu chúng ta nhóm vào một nhóm. Tiếp theo 1 trừ x trên 2x cộng 1 và x trừ 1 trên 2x cộng 1, hai phân thức này có cùng mẫu là 2x cộng 1, chúng ta nhóm vào một nhóm. Tiếp theo phân thức 3 trên x mũ 2 trừ 9 thì x mũ 2 trừ 9 chúng ta viết được thành x trừ 3 nhân x cộng 3, và phân thức trừ 3 trên x cộng 3, vậy chúng ta sẽ quy đồng bằng cách nhân cả tử và mẫu của phân thức này với x trừ 3, và chúng ta sẽ được đó là bằng 2x trừ 1 cộng 1 trừ 2x trên x cộng mở ngoặc 1 trừ x cộng x trừ 1 trên 2x cộng 1 cộng 3 trừ 3 nhân mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc trên x trừ 3 nhân x cộng 3. Thì 2x trừ 2x hết trừ 1 cộng với cả 1 cũng hết, vậy thì chúng ta được bằng 0 ở ngoặc thứ nhất. Ngoặc thứ hai chúng ta cũng được bằng 0, vậy sẽ còn là 3 trừ đi 3 nhân x trừ 3 trên x trừ 3 nhân x cộng 3. Thì chúng ta thực hiện tính, chúng ta sẽ được đó là bằng 3 trừ 3x cộng 9 trên x trừ 3 nhân x cộng 3. Và thực hiện phép tính, chúng ta được bằng trừ 3x cộng 12 trên x trừ 3 nhân x cộng 3. Tiếp theo chúng ta đến với bài 6.23. Thực hiện phép tính A x mũ 2 cộng 4x cộng 4 trên x mũ 2 trừ 4 cộng x trên 2 trừ x cộng 4 trừ x trên 5x trừ 10. B x trên x mũ 2 cộng 1 trừ mở ngoặc 3 trên x cộng 6 cộng x trừ 2 trên x cộng 4 đóng ngoặc cộng 3 trên x cộng 2 trừ mở ngoặc 1 trên x mũ 2 cộng 1 trừ x trừ 2 trên x cộng 4 đóng ngoặc tròn đóng ngoặc vuông. Trước hết với ý A, phân thức x mũ 2 cộng 4x cộng 4 trên x mũ 2 trừ 4 trên tử là hằng đẳng thức x cộng 2 tất cả mũ 2. Dưới mẫu là hiệu 2 bình phương, vậy chúng ta thực hiện khai triển ra. Phân thức thứ 2 thì chúng ta giữ nguyên. Phân thức thứ 3 mẫu 5x trừ 10 thì chúng ta đặt 5 ra ngoài làm nhân tử chung. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng x cộng 2 tất cả mũ 2 trên x trừ 2 nhân x cộng 2 trừ x trên x trừ 2, chúng ta đổi dấu một chút, cộng 4 trừ x trên 5 nhân với x trừ 2. Vậy với phân thức thứ nhất, chúng ta thấy có x cộng 2 là nhân tử chung, chia cả tử và mẫu cho x cộng 2, chúng ta sẽ được bằng x cộng 2 trên x trừ 2 trừ x trên x trừ 2 cộng 4 trừ x trên 5 nhân x trừ 2. Đến đây thấy mẫu chung là 5 nhân x trừ 2, vậy nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ nhất với 5, cả tử và mẫu của phân thức thứ hai với 5, còn phân thức thứ ba chúng ta giữ nguyên. Chúng ta được bằng 5x cộng 10 trên 5 nhân x trừ 2 trừ 5x trên 5 nhân x trừ 2 cộng 4 trừ x trên 5 nhân x trừ 2. Đến đây thực hiện cộng trừ các phân thức cùng mẫu thì bằng cách cộng trừ các tử và giữ nguyên mẫu, vậy sẽ được đó là bằng 5x cộng 10 trừ 5x cộng 4 trừ x trên 5 nhân x trừ 2. Thực hiện phép tính, chúng ta được bằng 14 trừ x trên 5 nhân x trừ 2. Tiếp theo với ý B thì chúng ta thấy này, ở đây biểu thức này của chúng ta có chữ dấu ngoặc, vậy thì chúng ta thực hiện bỏ dấu ngoặc
Và lưu ý khi phá dấu ngoặc đằng trước là dấu trừ thì chúng ta sẽ thực hiện đổi dấu. Vậy chúng ta sẽ được đó là bằng x trên x mũ 2 cộng 1 trừ 3 trên x cộng 6 trừ x trừ 2 trên x cộng 4 cộng 3 trên x cộng 6 trừ 1 trên x mũ 2 cộng 1 cộng x trừ 2 trên x cộng 4. Đến đây chúng ta sẽ thực hiện đó là nhóm cho cô này. Trừ 3 trên x cộng 6 và 3 trên x cộng 6 vào một nhóm thì chúng ta sẽ tính được bằng 0. Tiếp theo đó là trừ x trừ 2 trên x cộng 4 và x trừ 2 trên x cộng 4. Hai phân tích này cộng lại với nhau cũng bằng 0 bởi vì chúng có cùng mẫu, còn tử thì là các số đối với nhau này. Vậy chúng ta chỉ còn là x trên x mũ 2 cộng 1 và trừ 1 trên x mũ 2 cộng 1. Đây là hai phân thức có cùng mẫu. Vậy thực hiện cộng tử và giữ nguyên mẫu chúng ta được bằng x trừ 1 trên x mũ 2 cộng 1. Tiếp theo là bài 6.24. Thực hiện các phép tính sau: a x trừ y trên xy cộng y trừ z trên yz cộng z trừ x trên zx, b x trên x trừ y tất cả mũ 2 cộng y trên y mũ 2 trừ x mũ 2. Trước hết với ý a, các phân tích này không cùng mẫu, việc đầu tiên chúng ta phải quy đồng về cùng mẫu đã. Thì mẫu thức chung ở đây chúng ta dễ dàng thấy được đó chính là tích của x, y, z. Vậy thì phân thức thứ nhất chúng ta quy đồng bằng cách nhân cả tử và mẫu với z. Phân thức thứ hai chúng ta quy đồng bằng cách nhân cả tử và mẫu với x. Và phân thức thứ ba thì nhân cả tử và mẫu với y, chúng ta sẽ được bằng z nhân với x trừ y trên x, y, z cộng x nhân với y trừ z trên x, y, z cộng y nhân với z trừ x trên x, y, z. Thì đến đây là các phân thức có cùng mẫu, chúng ta thực hiện cộng các tử và giữ nguyên mẫu. Và chúng ta sẽ được bằng xz trừ yz cộng xy trừ xz cộng yz trừ xy trên xyz. Thực hiện phép tính chúng ta được bằng 0. Đối với câu B thì hai phân thức này không cùng mẫu. Vậy việc đầu tiên thì các bạn sẽ xác định mẫu chung cho cô đã. Nhưng các bạn lưu ý cho cô này, ở đây là y mũ 2 trừ x mũ 2. Vậy chúng ta thực hiện đổi dấu thì chúng ta sẽ có được sẽ bằng đó là x nhân x cộng y trên x trừ y tất cả mũ 2 nhân x cộng y trừ y nhân x trừ y trên x trừ y tất cả mũ 2 nhân x cộng y. Đến đây thực hiện trừ các tử cho nhau và giữ nguyên mẫu, chúng ta sẽ được bằng x mũ 2 cộng xy trừ xy cộng y mũ 2 trên x trừ y tất cả mũ 2 nhân x cộng y. Và thu gọn chúng ta được bằng x mũ 2 cộng y mũ 2 trên x trừ y tất cả mũ 2 nhân x cộng y. Tiếp theo chúng ta đến với bài 6.25. Một tàu du lịch chạy xuôi dòng 15 km, sau đó quay ngược lại để trở về điểm xuất phát và kết thúc chuyến du lịch. Viết rằng vận tốc của tàu khi nước yên lặng là 10 km/h, vận tốc của dòng nước là x km/h. A. Hãy viết các phân thức biểu thị x theo thời gian xuôi dòng, thời gian ngược dòng và tổng thời gian chạy. B. Tính tổng thời gian tàu chạy khi vận tốc dòng nước là 2 km/h. Vậy thì quan sát bài toán thì ở đây bài toán đã cho chúng ta biết quãng đường này, biết vận tốc của dòng nước, biết vận tốc của tàu khi yên lặng này, và cho biết vận tốc của dòng nước là x. Vậy trong trường hợp này, bài toán ở ý A yêu cầu đấy là viết phân thức biểu thị theo thời gian xuôi dòng và thời gian ngược dòng, cũng như tổng thời gian tàu chạy. Thì vận tốc của dòng nước là x, vậy thì vận tốc xuôi dòng sẽ là x cộng 10 km/h. Tiếp theo, vận tốc khi ngược dòng sẽ là 10 trừ x km/h. Bởi vì vận tốc ngược dòng thì bằng vận tốc của tàu trừ đi vận tốc của dòng nước. Bây giờ chúng ta sẽ đi tính thời gian tàu chạy xuôi dòng. Thì chính là bằng quãng đường chia vận tốc sẽ được bằng 15 trên 10 cộng x đơn vị là giờ. Còn thời gian khi tàu chạy ngược dòng sẽ là 15 chia cho 10 trừ x đơn vị là giờ. Và từ đây chúng ta tính được tổng thời gian tàu chạy sẽ là 15 trên 10 cộng x cộng 15 trên 10 trừ x. Và chúng ta thực hiện cộng hai phân thức khác mẫu thì chúng ta thu được kết quả bằng 300 trên 10 trừ x nhân 10 cộng x đơn vị là giờ. Với ý B, tính tổng thời gian tàu chạy khi vận tốc dòng nước là 2 km/h. Vậy chúng ta sẽ thay x bằng 2 vào để chúng ta tính. Chúng ta sẽ được đó là bằng 300 trên 10 trừ 2 nhân 10 cộng 2. Và thực hiện phép tính chúng ta được bằng 3/8 giờ. Vừa rồi cô đã hướng dẫn các con trả lời các câu hỏi trong phần lý thuyết và bài tập của bài 23. Các con sẽ hoàn thiện các bài này của vở và hẹn gặp các con ở các video tiếp theo. Khóa học Việt Rách.
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjack.